Hai xin nghỉ việc đó, cậu làm sao mà xin nghỉ vậy? Ai làm gì đâu. Dì Hai, ủa sao dì Hai xin nghỉ vậy dì Hai? Tại tôi thấy tôi lớn tuổi rồi cậu. Rồi bây giờ lớn tuổi rồi làm công chuyện đâu có hết nổi, thành ra tôi xin nghỉ. Dì Hai làm với con còn có nít ra sao dì Hai nói vậy? Không bao giờ tự dì Hai mà dì Hai xin nghỉ cái nhà này hết á. Cái này là tại ai đây nè? Tại ai mày hạch chi? Tại tao đó. Tao đuổi dì Hai là tại... Cô Hai ơi, ở đời ai lại không có một lần lầm lỗi của Hai? Tóc càng bạc thì sự tủi hổ càng tăng. Tôi xin cô Hai, tôi xin cô Hai đừng nói gì hết. Tôi đi liền cô Hai à. À sẵn sàng đi đi. Cái nhà này rốt cuộc rồi bị đuổi hết rồi. À dì Hai ơi. À, dì dì Hai làm ơn con ra ngoài bót dì Hai lãnh cô Xuân về giùm con dì Hai. Ủa sao vậy? Cổ bị bắt không ngoại á. Hồi sớm mai này con nhờ cổ đi mua cái cặp táp mà cô quên đưa tiền. Cổ ra chợ cái thấy không có tiền, cô giật cô chạy bị tôm cổ rồi. Cậu cứ nói vậy hoài. Nó chơi cho vui thôi. Chứ dì Hai ra nói giùm với cổ là cô có công chuyện gấp lắm, cổ về liền giùm con. Vậy hả? À? Dạ. Xin phép cô Hai tôi đi chút xíu. Tôi về tôi đi liền nha cô Hai. Tôi đi liền hả? À, với dì Hai nói giùm với cổ là con tính cưới cổ làm vợ đó. Trời ơi. Mà cổ đi chợ cái kiểu này chồng ở nhà ghen teo ruột hết còn gì. Mày ăn nói riết không danh giá gì hết trơn á. Danh giá em có đâu giữ chị. Nói riết không sợ người ta cười. Có ai trọng em đâu mà em sợ người ta cười. Có chị với anh cử của em đây còn có danh giá để mà giữ, để mà được người ta trọng. Còn em hãng ở trong nhà làm con thì là con phó. Ra đường làm dân, dân phó. Mai Phước à, hồi đó má sanh em là con gái, bây giờ dám làm vợ phó lắm mà. Bà đi để bà đi, sai biểu anh làm gì nữa? Trời ơi, em đâu dám sai biểu dì Hai. Buộc là mà phải kiếm cách cho dì Hai đi khỏi nhà. Để em nói với chị một chuyện rất là quan trọng. Chuyện à, gì? À cậu Tấn ơi, thôi bây giờ mình lên nhà trên nói chuyện hả cậu Tấn ha. Tôi bị ông già đuổi rồi, anh suối lên trển ông già, ông đập gãy giò tôi làm sao. Anh có lên lên mình đi. Cậu ở dưới này tôi lên trển mình tôi nói chuyện với ai hả? Vậy thì ở đây. Ở dưới này bếp núc ngột ngạt khó thở lắm. Trời ơi, anh khi dễ nhà bếp đó anh. Không có nó đói à anh. À, hèn gì tôi biết rồi. Hãy mỗi lần tôi qua đây là thấy cậu lục đục ở dưới bếp á, nên đứng gần cậu sao nó nực nồng mùi khói quá. Thôi ôi, hay thiệt đó nghe. Lỗ mũi tốt thiệt đó nghe. Tôi đứng đây cái bếp tuốt kia mà anh phân biệt được tôi hôi khói, chứng tỏ anh là người chuyên môn hửi khói à. Anh ngồi chơi ha. À, cảm ơn. Vậy chị Hai, ba bận công việc làm ăn, chị là con lớn ở trong nhà, đáng lẽ chị phải coi sóc ở trong nhà trong cửa. Đằng này chỉ làm toàn là những điều sai phép. Gì? Tao làm gì mày cho là điều sai phép? Thì đó, chị hẹn hò riêng tư với chị hôn phu của chị, đi cấp, đi Đà Lạt, đi Biên Hòa, đi... Ủa? Cậu Tấn, cậu nói vậy là cậu định sỉ nhục tôi phải không cậu Tấn? À, xin lỗi, khi tôi nói chuyện với chị em tôi không hề có ý công kích người thứ ba. Nếu vậy thì được. Nhưng mà tôi nhắc cho cậu nhớ nha, tôi và chị Hai của cậu có lễ hỏi đàng hoàng rồi nhé. Lễ hỏi à? Lễ hỏi chỉ là một hình thức làm cho trang trọng cuộc hôn nhân, chứ không phải là tấm bình phong để người ta núp sau đó biểu diễn những trò văn minh trên lỗ mũi của người Á Đông anh. Trời ơi cậu Tấn ơi, tôi với cậu có xích mích gì đâu mà sao cậu cứ sỉ xói tôi hoài vậy cậu Tấn à. Mà phải chi lời lẽ cậu nó mới mẻ gì cho nó cam đi. Đằng này nó xưa như là cái đất vậy đó. Nè, có nhiều điều cậu chưa biết đó. Cậu biết cậu còn khó chịu gấp mấy lần nữa cậu Tấn ơi. Vấn đề gì anh? Tôi không thể nói, để cậu tìm hiểu hay hơn. Nè, ở ngoài ta hay biết hết trọi rồi. Không ngờ tôi đó ha, chị Hai cậu chưa có hay gì đâu. À, té ra là vì anh mà ủa mà người ta hay gì đáng sao đâu. Mày biết cái gì chuyện trong nhà này mà nói người ta hay gì đáng sao? Không có chuyện gì trong nhà này mà em không biết cái gì ạ. Em biết tới những chuyện mà chị chưa biết nữa kìa. Mày biết tại sao mà ta đuổi gì Hai không? Chị nghe tới lời người chồng tương lai của chị. Chị là người ích kỷ, là một đứa con bất hiếu. Con nạn có hổn. Nè, tao chờ ba về đây, tao mét lại cho mày coi. Mày không có biết chi nói chuyện trong nhà này hết á. Có phải anh nói cho chị Hai tôi biết về tin đồn ba tôi sắp cưới dì Hai? Đúng đó, tôi kể hết cho anh nghe rồi đó. Đó là chuyện riêng của ông già tôi, anh can dự vào có ích lợi chi đâu. Mà chắc gì chuyện kia nó đúng với tin đồn. Nhưng ba chuyện thiệt á, tin đồn đó không sai. Có phải bác Tám ba và anh không bằng lòng lắm chỉ biết cái tin này phải không? Chứ sao? Còn anh? Cũng vậy thôi. Còn chị? À quên, nếu chị bằng lòng thì chị có không đuổi gì Hai. Anh Hưng à,
Tôi sắp nói với chị tôi một cái chuyện rất là quan trọng. Trước khi nói, tôi xin anh hiểu cho rằng đây chỉ là những ý kiến của riêng tôi với chị tôi thôi. Còn riêng anh, tôi rất hối hận vì những lời lẽ mà tôi xúc phạm đến anh hồi sớm ơi này, ghê lắm. Được, tôi ngồi đây, biết đâu tôi học được những cái hay, cái khôn của cậu. Cảm ơn anh. Anh ngồi chơi. Cảm ơn. Vô đây đi. Chị hai, em thì bị đuổi ra khỏi gia đình, chị thì sắp thành gia thất, có nghĩa là chị sắp theo chồng. Em muốn nói tất cả chúng ta đều rời khỏi căn nhà này chỉ trừ một mình ba. Mà rồi đây những kỷ niệm vui buồn của một quãng đời đang ngã bóng sẽ làm cho ba cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Chị đang sống trong hạnh phúc, chị sắp hưởng thêm hạnh phúc, chị nên nhớ tới cảnh hiu quạnh của ba. Nếu chị không giúp ích được gì thì chị đừng làm cho ổng mất đi nguồn an ủi. Chị đồng ý với em, nhưng nếu ba muốn tìm nguồn an ủi á, thiếu gì cách, nhà cửa đó, tiền bạc đó, xe cộ đó, ba muốn làm gì mà chẳng được. Nhưng nếu ba muốn tìm an ủi ở trong phòng trà, ở trong hộp đêm thì chị nghĩ sao? Chị thử tưởng tượng một ông già 50 vung đồng tiền ra để mua lại những giờ phút trẻ trung tạm bợ. Trong những giờ khác tạm bợ đó, người ta sẽ có hành động của một thời trẻ trung. Mà nếu chị đóng vai trò một người bàng quan, chị sẽ biểu môi khinh bỉ những hành động đó. Nhưng nói cho cùng, ba có sống một cuộc đời như vậy thì chẳng bao lâu ba cũng sẽ bệnh hoạn. Cậu Tấn ơi, nếu như mà bác trai lại bệnh nặng mà phải đem trở về chỗ này chỗ nọ chữa bệnh đó, tôi dư sức lắm. Tốt quá anh, tốt quá. Nhưng nếu ba có bệnh nặng mà muốn trị bệnh tuốt ở trên cung trăng, anh lo nổi không anh? Tôi xin nhắc lại, đây là ý kiến của riêng tôi với chị tôi thôi. Tôi xin đúng kiến tôi lại. Anh ngồi chơi. Mời nữa. Chị hai, bác bệnh nhẹ thì không nói chi, chẳng may ông liệt giường liệt chiếu thì ai kề cận mà săn sóc ổng đây. Nhưng mà chị nói em nghe, chị đồng ý với em chuyện đó. Nhưng nếu ba muốn tục quyền á thì ba phải chọn người khác kìa. Tại sao là người khác mà không phải là người này? Em thấy dì hai rất xứng đáng thay thế cho má. Em biết cái chuyện này lâu rồi, trước chị nữa, nhưng mà em vẫn im lặng. Im lặng để cho ba tự nhiên tới luôn. Trời đất ơi, tôi định không nói nữa mà nghe câu này. Cậu Tấn, cho tôi nói câu nữa thôi nghe cậu Tấn. Dạ anh cứ nói. Bác trai đó là người có tên tuổi lớn ở trong thương trường. À dĩ nhiên. Còn dì hai là người đi ở mướn. Ở mướn à, nên tụi tôi hỏi cậu mà. À có nghĩa là anh lo ngại vấn đề danh giá đó phải không? Sao? Anh lo ngại đúng lắm. Nhưng nếu thí dụ như ba tôi đã cưới dì hai ở vú này, hay là cưới một người đi ở mướn nào đó lâu rồi, trước khi anh hỏi cưới chị hai tôi thì sao? Chẳng lẽ vì sợ thương tổn danh giá của gia đình anh mà anh xúi chị tôi bắt buộc ba tôi phải bỏ vợ của ba tôi sao? Cậu Tấn à, cái đó là cậu ví dụ, mà còn cái này là sự thật mà cậu Tấn. Xin lỗi, anh và bác Tám ở bệnh tôi miễn bàn. Nhưng mà không phải... Anh ngồi chơi. Cảm ơn. Mời hoài. Chị hai. Ừ. Chị đã 25 tuổi rồi, chị còn bắt buộc ba phải hy sinh hạnh phúc của ba cho chị sao? Con đã lớn, cha mẹ đã già, ai phải hy sinh cho ai đây? Nhưng mà ý kiến của chị được ba chấp nhận. Nếu mà ba đồng ý đuổi dì hai thì ba cũng là ba. Mày đây. Tiếp pháp cái gì đó thằng Ngưu Mai Dương. Ba. Dạ chào bác. Họ tới rồi nào, sao cũng đi lên nhà trên chơi con? Dạ sẵn nói chuyện với cậu Tấn rồi, tôi ngồi đi luôn thôi bác à. À thôi ngồi đó nói chuyện với con. Dạ, Thanh ha. Dạ bác nói chuyện với ông Tấn chung. Sao mày thế, sao mày không còn coi tao ra gì nữa hết phải không? Mặc dù tao đã từ mày rồi, nhưng mà mày phải biết tao là cha của mày chứ. Ôm cái gì đây? Đi ăn cắp ăn trộm đồ đạc của ai mang về đây để cất giấu đâu phải không? Dạ, dạ không phải. Dạ thơ từ sắp vỡ con chứ không có gì hết bác. Dạ. Nhưng mà tao không tin. Dạ, tao muốn mày mở ra cho tao xem. Dạ thơ từ sắp vỡ của con không có gì hết bác. Mở ra cho tao. Đây là thơ. Lý! Lượm lên cho coi. Mày cái gì đó đưa ra tao coi. Mở ra. Trời đất ơi, mày đem cái hình của tao với má mày đi đâu hả? À đi lập bằng tù để mà tù tao với mẹ mày phải không? Tao đã nói rồi, tao nói rồi, tất cả trong nhà này không có một cái thứ gì gọi là của mày cả, mày biết chưa?
Tại sao mà mày lì quá vậy mày? Thằng khốn nạn! Ba, ba không nhìn con là con của ba. Ba hãy hủy bỏ tất cả những gì về con dính dáng đến con. Nhưng ba đã dạy rằng dầu cho ba không nhìn đi nữa, con cũng phải biết con là con của ba. Vì sao ba nỡ cấm con mang bức ảnh vô tri này để làm nguồn an ngồi, trong khi con đã bị những người thân xua đuổi ra khỏi cổng thân tình. Bắt coi đây nè, năm tháng đã làm cái giấy hình trở nên vàng giọt. Một kỷ niệm em đềm đã bị bỏ quên trong góc phòng bụi bám nhện văng. Má của con đã ra người khiến cổ. Thật tình con có làm cho ba xấu hổ vì quan học chẳng nên thân. Nhưng ba nghĩ coi cấp bằng ai không muốn, mà lại muốn làm chi một cuộc sống trắng tay trong xã hội lấn chen này. Mày mày thi rớt á, có ai nói gì đâu. Ba thi rớt mày đặt đi quan, còn mặt mày đặt rượu chè. Ba buồn ba lo là lo cái chuyện đó đó. Làm cha thì tao chỉ nói có một lời thôi. Tao nuôi con cho tới ngày khôn lớn là tao chỉ mong con nó được nên người, chứ đâu phải là tao nuôi con đó là hy vọng để nhờ giả về sau. Nếu mà tao có một đứa con hư hỏng như vậy á, mày có biết sợ tao đau khổ đến cỡ nào chưa? Nếu mà tao tao giết được mày, tao bóp hỏng liền bây giờ. Thôi được, con trả tấm hình này lại cho ba đây. Con chỉ xin ba, không có cái gì để cho cậu hết. Xin ba cho con giữ lại tấm thân này của cha mẹ. Cầu trời cho ba được an khang, ba hưởng điều an vui trong lúc ba tuổi già. Ba ơi, con hân hạnh được gặp mặt ba, lần này là lần không bao giờ con dám trở lại nhà này để gây thêm cho ba những điều phiền muộn. Nói nhiều quá, bữa nay sao nói nhiều vậy? Đi. Dạ thưa ba, trước khi đi con có một đề nghị sao chót với ba là ba không nên đuổi gì hai ba. Cái gì? Ai nói cho mày tao đuổi gì hai? Hả? Con nói con đuổi gì hai là cái sự đồng ý của ba đó. Con nói thì có cái lý của con. Nhưng có lý cái... của ba thấy thì sao ba? Dù sao ba cũng hứa cưới gì hai à? Cái gì? Tao vậy mà tao đi cười. Dạ dì hai. Dạ con cảm ơn dì hai. Chừng nào dì hai đi dì hai? Tôi đi liền bây giờ cậu à. Dạ. Dạ thưa ba, hôm rày con vắng nhà là con đi làm rẫy ở Tú Củ Chi không ba? Trời ơi, đi làm rẫy. Con xin phép ba con đi để chiếc xe. Chị hai ơi, trước khi đi em tặng chị hai vật này. Thơ của má em, má em gửi cho em trước khi má em từ trần ở trong bệnh viện. Chị hai đọc đi. Chị hai đọc lớn lên, không phải đọc cho chị nghe, mà đọc để cho lương tâm của chị nghe. Trời ơi con cá, cá ai để vậy nè? Thánh thần thiên địa ơi. Con cá bạc má của con mua cho ba con đó mà. Trời ơi sao cậu không biết tôi làm mà để cho kiến nó bu quá trời quá đất. Dạ luôn bu quá con quên mất. Cái gì cá gì mà cá bạc má vậy? Con cá này nè, hồi đó nó ở bạc với má nó. Nó chết nó thành con cá, người ta mới đặt nó là con cá bạc má. Trong nhà này còn có con cá bạc má nữa này nè. Dạ. Ơi thương ba quá ha, có hiếu với ba quá ha. Con cá bạc má gì cho ba để cho kiến nó bu hết trơn vậy? Kiến ăn người ăn gì, con cá bạc má nó cũng chết rồi. Chỉ có nói nhiều đi nữa cũng không thay đổi được dòng máu trong người em mà chị. Mày muốn nói cái gì? Em muốn nói em vẫn là con của ba. Nhưng mà tao nói rằng tao không có con như mày. Đồ khốn nạn, đi ra khỏi nhà tao.